Ốc cho ăn bắp cải mau lớn kinh không anh em? Không, mau lớn kinh luôn, thả ra được rồi đó, bự hơn đầu ngón tay cái hết rồi, có con bự bằng ngón chân cái luôn, lớn vùng vụt luôn. Cho ăn bắp cải lớn siêu nhanh. Thả ra tự do được rồi đó. Quá đỉnh luôn. Lớn siêu nhanh.